Xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của đơn vị nội thất Thế Kỷ Việt Bình. Và trong video hôm nay em xin phép đại diện cơ sở gửi đến quý khách hàng một cái mẫu cuốn thư gọi là một cuốn thư từ quý hóa. Thì lời đầu tiên thì xin kính chúc quý khách hàng chúng ta sẽ có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, hiệu quả và năng suất, đồng thời là có những giây phút xem video vui vẻ thoải mái. Em thì vừa mới tranh thủ làm xong cái cuốn thư. Thì cũng xin phép các bác là quay lại một chút làm tư liệu gửi để các bác gần xa có thể tham khảo cái bộ sản phẩm của đơn vị xuất ra trên thị trường. Thì câu đối thì em cũng đang cho thợ cho trong công đoạn hoàn thiện, thì sau khi xong thì em cũng sẽ cố gắng là dựng lên bộ cả bộ chỉnh chu để báo cáo với quý khách hàng gần xa. Hôm nay thì em cũng sẽ lên hai cái cuốn thư. Cuốn thư đầu tiên thì chúng ta là giả chữ nho không dịch, và cuốn thư thứ hai cũng sẽ là chữ nho có dịch. Tuy nhiên là đây là cùng là một mẫu. Với cái hàng độc tay như thế này thì các bác cũng sẽ chúng ta có thể thấy được là cái sự nhấn nhá, điểm nhấn của sản phẩm thì nó rất là đẹp. Và các bác lưu ý một chút là với tất cả các dòng sản phẩm độc tay thì 10 bộ chúng ta sẽ có không có bộ nào giống nhau hoàn toàn 100% hết. Đó, từng cái đường nét nhấn nhá, đây là hàng mộc thô nguyên, em vừa cho thợ dựng lên chưa qua quay quật hay là chỉnh chu hút ve lại. Các bác có thể thấy được là chất lượng cũng đã rất là đồng đều và đã rất là đẹp rồi. Quy cách của cuốn thư này là sẽ là cao 87, dài 1m97, dày 4, độc tay 100%, kênh bong từ 6 cho đến 12cm tùy từng chi tiết. Kênh bong ở đây của chúng ta là chắp kênh bong. Thì ngoài ra thì khách cũng có thể linh động sử dụng cái hàng liền khối là dày từ 8 phân đến 12 phân hoặc là 10 phân tùy theo nhu cầu sử dụng cũng như là mức độ tài chính khách hàng đưa ra. Bên cũng sẽ rất là linh động. Ngoài cái chất liệu gỗ rổi đại diện hôm nay thì bên em còn làm trên chất liệu gỗ mít, gụ, hương đỏ, hương đá, gõ đỏ. Và đặc biệt là quy cách còn sẽ là rất linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng. Có thể là 1m53, 1m47, 1m97, 2m17 hoặc là to hơn hoặc là nhỏ hơn để tùy theo yêu cầu của từng gia chủ. Thì như khách hàng có thể thấy được là cái sự đồng đều của gỗ thì các bác có thể thấy được tổng thể của nó đã rất là đẹp. Nếu như khách làm hoàn thiện theo hình thức là phun sơn MU thì em cũng sẽ là cho tẩy gỗ trước khi hoàn thiện để làm sao mà chúng ta lên cái màu gỗ đồng đều nhất, và khi chúng ta PU lên thì sẽ có một cái sự thờ đồng nhất trong cái màu gỗ cũng như là khi mà chúng ta lên sản phẩm thì nó trang hoàng đẹp lung linh hơn. Hoặc là khách cũng có thể lựa chọn là sơn son tiếp vàng. Với cái hình thức mà phun sơn MU thì chúng ta có thể lựa chọn sử dụng trong không gian riêng tư gia đình để phù hợp với màu nội thất cũ, hoặc với những hình thức là sơn son tiếp vàng thì khách có thể sử dụng lựa chọn là bày trong không gian như đền, chùa, miếu họ, miếu tự, nhà thờ họ, nhà thờ tổ vân vân. Và khác với cuốn thư đầu tiên em quay là chữ của chúng ta là chữ nho không dịch, mang ý nghĩa là phụ gia tiên, thì cái cuốn thư thứ hai của chúng ta cũng là được làm với cái mẫu là từ quý hóa, thì nó lại là chữ Đức Lưu Quang, chữ nho có dịch. Ngoài ra thì khách hàng cũng có thể sử dụng những cái mẫu chữ mà thầy viết để gửi về cho đơn vị, để em có thể là phóng ra để cho thợ nhấn đục tay theo đúng cái nét chữ của thầy, hoặc là những cái khuôn chữ khác để cho các bác chúng ta là phù hợp nhất với lại sở thích, nhu cầu sử dụng. Thì chữ ở trên câu đối cũng đã rất linh động, và câu đối còn đi kèm với bộ cuốn thư này sẽ là rộng 28, dài 1m97, dày 4 phân. Và hiện tại em đang xuất ra trên thị trường với mức giá của cái bộ sản phẩm này theo hình thức sơn son tiếp vàng là mức giá là 24 triệu và sẽ hỗ trợ 100% cước phí vận chuyển với tất cả các đơn hàng của khách hàng tiêu dùng đặt hàng đến cuối tháng 3 âm lịch, sau đó là sẽ là hỗ trợ 50%. Còn hình thức phun sơn MU thì nó sẽ là mức giá là 19 triệu 500, khách hàng chúng ta có thể cân nhắc cân đối và đặt hàng. Với những cái dòng sản phẩm này thì bên em ngoài ra còn có rất nhiều những cái mẫu mã hàng hóa sản phẩm đa dạng được đăng đầy đủ trên Facebook và Zalo, thì rất là mong muốn quý khách chúng ta sẽ chủ động kết bạn liên hệ cho em để nhân viên có thể tư vấn kỹ càng hơn về từng mẫu mã, chất liệu, chất lượng, hình ảnh chi tiết và phương thức giao dịch về từng sản phẩm. Ngoài ra thì đơn vị nội thất kế Việt Vinh bên em thì sẽ có là hỗ trợ thi công cải tạo nhà trọn gói về mảng nội thất từ phòng ngủ, phòng ăn, phòng thờ, phòng khách và tất cả các nội thất sử dụng trong gia đình. Khách cũng có thể về lại trực tiếp tại đơn vị em nằm tại Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh. Rất là cảm ơn.